Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ với cả nhà ha. Hôm qua thì chia sẻ với cả nhà cái dòng nước hoa Pinro. Đây là một cái dòng kết hợp giữa vani và hoa hồng, sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ dễ chịu luôn. Và một cảm giác sang nhẹ nhàng. Tuy nhiên nó luôn hương và tỏa hương rất là lâu. Đây là một cái dòng Nichi ha. Các bạn chỉ cần search Nichi thì các bạn biết là cái dòng Nichi này là chuyên dành cho cái giới sành nước hoa, chỉ có là ở bên Pháp ha. Người ta đang chuộng, rất là ưa chuộng ở bên Pháp. Thì sau khi quay video xong, live stream xong thì hôm nay là có rất là nhiều đơn đặt hàng. Thì bây giờ Hương sẽ ngồi chiết cho các bạn nha, để cho cả nhà sẽ thấy được cái quy trình mà mình chiết nước hoa, chứ không phải là cái kiểu mà pha trộn ở ngoài. Thì Hương không có làm cái chuyện đó ha. Đó, đây, đây nè nhá mọi người nha. Đây là chiếc cái chai Thiên Râu. Thì cái mùi hương này là cái tông mùi hoa hồng, và nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác ha, cực kỳ sang. Tuy nhiên là cái sang ở đây á, nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn, vì cái sự kết hợp giữa tông hoa hồng và vani nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác mà làm cho mình quyến rũ, và nó sẽ luôn hương rất là lâu ha. Một cái dòng Nichi mà mọi người thường hay được cái giới sành nước hoa rất là ưa chuộng, và hiện tại thị trường nước hoa của chúng ta thì ở Việt Nam thì chưa có ưa chuộng. Mọi người thường là lựa chọn những cái dòng nước hoa Versace hoặc là Chanel, thì bên Hương cũng có bán nhiều lắm. Tuy nhiên hôm nay giới thiệu với cả nhà một cái dòng mới ha. Đó, tại vì Hương mua về và Hương rất là thích. Tuy nhiên mà Hương biết là có rất là nhiều bạn chúng ta chưa có biết cái dòng Nichi nó như thế nào. Chính vì vậy mà Hương muốn ha, chia sẻ với lại mọi người á. Tại vì khi mà Hương mua về Hương sử dụng á, order ở bên Pháp thì cái dòng Nichi rất là khó order. Tại vì hiện tại tiếp viên Pháp sắp về, mọi người biết không? Nè cái chai nè, cái chai nó chỉ có dày thôi á. Tại vì sao? Vì qua hải quan nó bắt buộc nó phải bỏ hết tất cả những cái bao ni lông luôn á mọi người, để mang về Việt Nam cho nó dễ. Đây là Made in France nha, của Pháp luôn. Và chúng ta không sợ hàng giả thì sao? Vì hiện tại cái dòng Nichi này nè, thì chỉ có những cái giới sành nước hoa thì mọi người sử dụng nhiều hơn. Còn tuy nhiên là mọi người chưa có biết nhiều đến, nhưng mà cái mùi hương của nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác quan trọng nhất là gì? Hồi đó giờ các bạn sử dụng nước hoa mà các bạn cảm thấy lưu hương không có lâu, đúng không? Lưu hương không lâu và tỏa hương không xa, thì cái dòng Nichi này nó sẽ giải quyết cho các bạn vấn đề đó. Vì sao? Vì cái dòng Nichi nó sẽ xuất chuyên cho những cái giới sành nước hoa. Chính vì vậy mà cái hàm lượng tinh dầu của Nichi rất là cao ha, rất là cao, và nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác lưu hương và tỏa hương rất là lâu. Cái mùi hương hương hiện tại Hương đang chiết ra cho cả nhà nè là cái dòng Thiên Râu. Thì cái sự kết hợp giữa vani, xạ hương và hoa hồng nó sẽ mang đến cho mình một cái cảm giác cực kỳ là sang luôn. Thơm lắm luôn cả nhà nha. Hiện tại tất cả những cái chai nước hoa này nè, Hương lựa chọn cái dòng thủy tinh cao cấp nhất luôn. Để làm gì? Để nó sẽ lưu giữ được cái mùi hương của mình, và nó mang đến cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ dễ chịu và lưu hương lâu trên cơ thể của các bạn. Quan trọng nhất là lưu hương và tỏa hương xa ha. Đây mọi người nhìn thấy nè ha, đây mọi người nhìn thấy không? Phun xương ha, phải là dạng phun xương để làm gì? Nó tiếp xúc trên bề mặt của da chúng ta rộng, và nó sẽ mang đến cho chúng ta, các bạn không cần để gần luôn á, cái tông mùi hoa hồng và một chút vani cực kỳ quyến rũ, tỏa hương rất là xa luôn. Chỉ cần xịt một phát thôi là đã nghe thơm tất cả cái phòng luôn á mọi người. Đây ha, đây là cái dung tích 10 ml nè. Đó, Hương muốn chia nhỏ ra để làm gì? Để cho tất cả chị em của chúng ta cùng sử dụng luôn ha. Đây, hai cái mùi mà Hương thích nhất là một chai là Hương sử dụng là Pin Râu, còn hiện tại là một chai để dành cho nam á, nó là tông mùi Unisex. Tuy nhiên là Hương cảm giác được là nó lại phù hợp với lại thiên về nam hơn một chút. Đây, đây là dòng nè, Setup Boy. Đây, lắc cho cả nhà thấy nè, thấy chưa? Mọi người thử thử lấy cái chai nước hoa của mình ra, mọi người sẽ thấy tại sao cái bong bóng của nó không có nhiều như vậy, và nó sẽ tan không có chậm. Mà ở đây cái hàm lượng tinh dầu của nó rất là cao, chính vì vậy bong bóng rất là nhỏ và tan rất là chậm luôn. Đây là cái dòng Setup Boy. Thì cái dòng này á, nó ghi là Unisex. Tuy nhiên, mọi người biết không? Tuy nhiên á, là với cái hương cam chanh, nhưng mà nó có sự kết hợp giữa da thuộc ha. Nó có sự kết hợp giữa da thuộc, chính vì vậy mà nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác là nó sẽ ấm ha, nó sẽ ấm. Đây, chuẩn bị rất là chu đáo cho cả nhà luôn á.
Tại vì bình thường là mình không có làm những cái việc này đâu, mình để dành thời gian mình kinh doanh nhiều hơn. Nhưng mà cảm thấy là cái mọi người mong đợi nhiều quá nha. Rất là nhiều chị em chúng ta mơ ước một cái chai nước hoa và nó phải lưu hương lâu và tỏa hương xa, đúng không ạ? Thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà ha. Đó là một cái dòng ha, nước hoa của Pháp. Tuy nó hơi khó order nhưng mà các bạn biết cái gì mà nó chuẩn của Pháp rồi á, thì khi chúng ta order về nó rất là chất luôn. Đó, mỗi lần ngồi chiếc cái này nhiều niềm vui lắm mọi người. Đó, mọi người biết không, ngồi á cũng hơi bị lâu luôn á, Hương ngồi Hương nhấn miếng gì luôn nè. Đó, mấy hôm nay là ngồi, cả nhà nhìn thấy không, quá trời đơn hàng luôn. Bạn nào mà chúng ta ở gần 142E Huỳnh Văn Bánh á, thì mọi người ghé qua bên Hương nha. Mọi người ghé qua bên Hương đi để mọi người trải nghiệm mùi hương. Còn bạn nào thích nữa thì qua tự chiết luôn cũng được, cũng sao hết trơn. Hương còn thích hơn nữa đó. Chúng ta không có bán hàng pha, hàng trộn mà chúng ta làm gì ạ? Quan trọng là cái niềm tin á, và cái cửa hàng của Hương cũng có ha. Hoặc các bạn có thể search là missy.vn thì các bạn cũng thấy được là cái lượng khách hàng của bên Hương rất là nhiều. Chính vì vậy Hương không có làm những cái việc giống như là đó, để Hương mở tí xíu nhạc cho mọi người nghe nha. Đó, mình không có pha trộn để làm gì mất công ha. Mình cũng uy tín của mình cũng đã khó rồi, mình không làm những cái chuyện đó. Nhưng mà hôm nay chiếc ra để làm gì? Để cho tất cả các chị em chúng ta cùng thử một cái dòng nước hoa mới ha. Và chúng ta sẽ được lưu hương lâu và tỏa hương xa trên cơ thể của mình. Chứ không phải nước hoa nào cũng lưu hương lâu và tỏa hương xa đâu nha mọi người. Tuy nhiên là đừng có lựa chọn những cái dòng mà nước hoa nó tự hóa chất á, nó lưu hương lâu nhưng mà nó mang đến cảm giác nhức đầu lắm. Còn mấy cái dòng mà nước hoa nước chi nè thì nó lại mang đến cho chúng ta một cảm giác cực kỳ thư giãn luôn. Hôm qua giờ Hương bán cho rất là nhiều bạn rồi thì các bạn hầu như ai cũng nói wow, cái mùi gì đâu mà nó mang đến một cái cảm giác cực kỳ sảng khoái luôn á mọi người, và nó tỏa hương rất là xa. Có cái chị ở trong văn phòng á, chị vừa xịt một cái thôi là bạn bè của chị ở trong phòng á kêu trời ơi cái mùi gì mà thơm quá vậy, hồi đó giờ chưa có xài được cái mùi đó bao giờ hết trơn á. Đó, bạn nào mà chúng ta thích cái phong cách cá tính một tí xíu hen. Đây, làm rất là kỹ từ cái nắp luôn mọi người. Bên Pháp họ nghiên cứu rất là kỹ ha. Họ nghiên cứu rất là kỹ đây nè. Đó, đây là 10ml nè. Nha cả nhà, đây là dòng Serac Boy. Thì cái tông này những bạn nào mà chúng ta thích cái kiểu mà nó mạnh mẽ một tí xíu thì Hương nói luôn là cái này nó là, đây nè, mọi người thấy dạng khuôn không? Đó, dạng khuôn xương ha. Một cái kiểu cam chanh cực kỳ thoải mái luôn. Bên cạnh đó có một chút da thuộc ha. Thì da thuộc nó làm gì? Nó làm cho chúng ta có một cái độ ấm và kết hợp với lại gỗ á. Gỗ tiếp tùng và xạ hương á, mang đến một cái cảm giác cực kỳ tuyệt vời luôn mọi người. Thơm lắm, không cần để xa, không cần để gần luôn á. Không để xa xa vậy thôi nè, là đã nghe được cái độ tỏa hương của nó cực kỳ tốt luôn. Đó, đây nha, đây là Serac Boy. Cái dòng này phù hợp với những cô gái nào mà cá tính, thích cái kiểu nam tính và mạnh mẽ, hoặc là Hương thấy là nó thiên về nam ha. Những bạn nam sử dụng rất là ok luôn, Hương đảm bảo luôn. Còn đây là dòng phin râu thì sẽ cực kỳ phù hợp cho những cái bạn nào thích cái kiểu sang nhẹ nhàng. Bên cạnh đó nó sẽ thể hiện được cái cá tính của mình. Chúng ta phải có một cái gì đó khác biệt, nó lưu hương và tỏa hương cực kỳ lâu ha. Những cái dòng Nichi lưu hương và tỏa hương cực kỳ lâu vì sao? Vì Hương nói đó, hàm lượng tinh dầu của nó rất là cao, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó được chiết xuất từ những cái thành phần thảo dược rất là quý hiếm ở bên Pháp, và theo tiêu chuẩn của Pháp hiện tại nó không bán tràn lan ở thị trường Việt Nam. Mấy điện thoại không bán tràn lan ở thị trường Việt Nam. Chính vì vậy mà khi chúng ta sử dụng nó sẽ có một cái sự khác biệt hoàn toàn. Đó, mang đến cho các bạn một cảm giác cực kỳ thư giãn. Và quan trọng nhất là gì? Làm cho chúng ta thể hiện được cái sự cá tính và đẳng cấp của mình. Thì đó là cái điều mà Nichi luôn luôn sử dụng cho những cái giới thành nước hoa, và cái điều mà mong muốn nhất của cái dòng Nichi này. Đó, Hương giới thiệu với cả nhà hai cái dòng ha, Pin Râu và Serac Boy. Hai mùi hương này cực kỳ tuyệt vời. Nếu như bạn nào chúng ta mua nước hoa này mà các bạn không thích, các bạn có thể hoàn trả lại. Tại vì sao ạ? Vì tất cả những khách hàng của Hương ai cũng thích hết, nên Hương nghĩ không có vấn đề gì mà chúng ta không thích được cái độ tỏa hương, cái độ lưu hương và
cái cảm giác mà một cái mùi hương thảo dược của mọi người, nó sẽ làm cho chúng ta tinh thần rất là thoải mái, chứ không phải là cái kiểu mà những cái nguyên liệu hóa học á, hóa chất rẻ tiền thì nó không có phải như vậy. Nên chính vì vậy Hương chắc chắn với mọi người rằng cái sự khác biệt khi mọi người sử dụng cái dòng Nietzsche là một cái điều mà hết sức tuyệt vời. Nên hãy thử đi ha, nước hoa nó sẽ là một cái vũ khí cực kỳ tuyệt vời để mà chúng ta có thể là thể hiện được ha cái sự tự tin nè, cái sự quyến rũ của mình. Thì Hương nghĩ nó không có quá mắc để mà chúng ta phải phân vân, đúng không ạ? Đây nè, hiện tại là Hương mua một cái chai này á, là Hương mua về 2,4 triệu ship về tới Việt Nam luôn á, thì khoảng là tầm 2,5 triệu. Thì Hương chiết ra một cái chai này là 10 ml thì với giá là 350.000 nha. 350.000. Còn cái chai Pinrow thì hiện tại lúc mà Hương mua á, là đã tầm khoảng là Pinrow là nó mắc hơn cái chai này 400.000 á. 2,9 triệu. Hương mua là 2,9 triệu á. Thì lúc mà Hương chiết ra cái chai Pinrow này là 390.000 ha. Để cơ hội để cho các bạn sử dụng một cái dòng nước hoa thảo dược, đúng không? Những cái hóa chất của nó, những cái hóa chất các bạn sẽ không thấy nữa, mà chúng ta sẽ có một cái cảm giác cực kỳ thư giãn. Và quan trọng nhất là lưu hương lâu và tỏa hương xa, là cái điều Hương tin chắc là hai cái dòng nước hoa Nietzsche sẽ làm cho các bạn cực kỳ hài lòng nha. Bạn nào thích thì đến 142E Huỳnh Văn Bánh thử nha. Bye bye.